Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay thầy kể cho các vị nghe một cái câu chuyện mà thầy đã gặp và thầy cảm thấy rất là vui vì đã giúp đỡ được gia đình của Phật tử đó. Số là hai vợ chồng anh chị này quy y được 3 năm. Trước đây thì gia cảnh rất là nghèo khó. Rồi hai vợ chồng cố gắng nỗ lực phấn đấu. Sau bao ngày tháng phấn đấu nhờ phước lành cho nên hai vợ chồng có công ăn việc làm ổn định, cũng được thăng quan tiến chức. Chính vì vậy mà tài sản gia đình ngày càng đùng hậu. Hai vợ chồng mua được căn nhà, thay vì trước đây là phải ở nhà trọ, ở nhà thuê rồi trả tiền hàng tháng, thì bây giờ mua được một căn nhà, rồi cũng sắm được một chiếc xe. Nói chung là giàu có hẳn lên đó. Nhưng có một điều đáng buồn là trước đây hai vợ chồng nghèo thì thương nhau rất là đậm đà, rất là nồng nàn. Nhưng khi mà giàu có rồi thì hai vợ chồng cãi cọ, chửi bới với nhau. Thế mà chồng có mặt ở nhà thì vợ bỏ đi, mà vợ có mặt thì chồng bỏ đi. Chính vì vậy mà hai vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt. Chị vợ buồn quá thì mới chạy đến để hỏi han thầy một vài câu. Thì khi chị nói là con không hiểu tại sao trước đây sống nghèo khó thì vợ chồng rất hạnh phúc, mà bây giờ có của ăn của để, giàu có lên rồi thì hai vợ chồng lại như chó với mèo. Thầy mới hỏi tụi con sống có lỗi lầm gì với nhau không. Chị vợ nói con không biết ảnh thì sao, chứ bản thân con thì rất là chân thành, rất là chung thủy với ảnh. Nhưng con không biết tại sao hai vợ chồng mà đi ra đường thì mọi thứ rất là bình thường, nhưng khi về nhà thì cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy u ám, cảm thấy khó chịu, rồi cứ vì những chuyện lặt vặt mà cãi cọ, và có khi tụi con vung tay vung chân với nhau. Rồi có lần ảnh đòi giết con, và có khi con cũng đòi giết ảnh, không biết như thế nào. Nhưng lạ là chúng con đi ăn tiệc, ăn cưới mà hai vợ chồng đưa nhau đi, chở nhau ra bên ngoài thì mọi thứ nó không có. Nhưng mọi thứ rất là tốt đẹp. Thầy mới hỏi, ủa vậy chứ căn nhà của con có chứa những cái hũ rượu mà thờ con rắn hổ mang, con này con kia ở trong đó để trưng bày không? Chị vợ nói, dạ thưa thầy là có, nhiều lắm. Bởi vì chồng con ảnh làm trưởng phòng, cho nên ảnh nhận được rất nhiều quà của cấp dưới, của đàn em tặng cho ảnh. Thầy nói cái đó không được rồi con ơi. Thầy không biết cái nguyên nhân vợ chồng con sống với nhau ra sao, cái tình cảm nồng nàn hay là lạnh nhạt như thế nào. Nhưng thầy nghĩ đó cũng là một trong những điều thứ yếu để dẫn đến lục đục, dẫn đến u ám, dẫn đến chuyện đổ vỡ hạnh phúc của vợ chồng của chúng con đấy. Chị vợ mới nói, giờ có thật không thầy? Vậy bây giờ con phải giải quyết như thế nào? Thầy mới khuyên, con về, con năn nỉ chồng con á, đem những cái hũ rượu đó đó, đem đi thiêu hoặc đi chôn đi, rồi lập một cái đàn, làm một cái lễ cầu nguyện cho những cái hương linh của những chúng sinh đó đó được siêu thoát, thì mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn, mọi chuyện sẽ khá hơn. Chị vợ về năn nỉ, chị vợ về hết lời với anh chồng, nhưng anh chồng anh tiếc, dù không uống, trưng bày chơi thôi, nhưng mà không muốn đem đi bỏ. Anh chồng thì anh nói rằng đừng có mê tín, đừng có dị đoan như vậy. Nhưng mà rồi chị vợ nói, anh nghe em một lần này thôi, em năn nỉ anh đó, thầy nói như vậy rồi thì chắc á hẳn cũng có cái lý do, cái nguyên nhân thầy mới nói. Thôi thì bây giờ anh nghe em một lần này nữa thôi, em không van xin anh điều gì nữa cả. Thấy vợ mình cũng chân thành, thấy vợ mình cũng tội nghiệp, nên anh chồng nghe lời mời chúng tôi đến. Thì thưa với các vị rằng, chúng tôi đến chúng tôi thấy một cái con gì như là cái con vượng, con tinh tinh gì đó, nó ngồi chum hum ở trong hũ, nhìn rùng rợn. Bước vào cái căn phòng mà để trưng bày đó là chúng tôi lạnh gáy ngay. Tôi nói không được rồi, tụi con mà để cái này lâu là chết. Thế rồi anh chồng ảnh nhìn tôi chưa có vẻ là tin lắm, nhưng mà thấy tôi thì anh cũng có một chút cả nể, nên rồi mọi sự mọi việc thì đều theo chúng tôi chỉ dạy làm. Chúng tôi cho là người đem đi thiêu, và sau đó thì rải tro cốt ở những gốc cây, rồi làm một cái lễ cầu nguyện và cúng dường trai tăng. Một điều rất là màu nhiệm đó là
Sau đó thì cả hai vợ chồng sống rất yên bình. Cả hai vợ chồng tìm đến với tôi và cảm ơn vì nói rằng nhờ thầy mà vợ chồng chúng con sống hạnh phúc. Tôi nói cái câu chuyện này ra không phải để ca ngợi bản thân mình, nhưng tôi xin thưa với các vị, thật sự ra uống cái đó có bổ hay không bổ thì chúng tôi không biết. Các vị uống các vị biết, các vị đã từng nếm qua rồi thì các vị biết bổ không bổ. Nhưng bản thân tôi nghĩ thì không ngon lành chi đâu, tạo thêm cái nghiệp. Và khi các vị để những cái hũ rượu mà có chứa con này con kia ở trong nhà thì cái quán khí nó nhiều lắm. Bởi vì một con vật mà nó bị các vị giết đi á, rồi ngâm đó để lấy thân xác nó làm rượu để làm thuốc bổ cho các vị uống á, ơn thưa với các vị, nó oán hận các vị vô cùng, oán hận dữ lắm. Cho nên cái quán khí ngút ngàn mà các vị để nó ở trong nhà nữa thì nhà các vị vợ chồng hoặc con cái không bao giờ được im ấm. Chuyện này chuyện khác xảy ra lục đục mãi thôi. Nên chi nếu các vị tin tôi, các vị nghe tôi, thì nên đem những cái hũ đó đem đi chôn, hoặc là các vị đem đi thiêu đi thì tốt hơn. Đây là lời nói chân thành, nó không đem gì lại lợi ích cho tôi. Nhưng tôi muốn để cho các vị có một cuộc sống bình yên, tránh đi chuyện lục đục trong nhà. Vì đó cũng là một trong những nguyên nhân thứ yếu dẫn đến lục đục, dẫn đến xào xáo, dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc. Chúng tôi mong các vị hãy cảm thông cùng với chúng tôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.